Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. MC Quyền Linh bức xúc, 30 năm qua mọi người biết tôi sống thế nào? Những quảng cáo thuốc giả tràn lan trên mạng xã hội với hình ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng uy tín gần đây đã khiến cho nhiều khán giả như lọt vào sương mù, không phân biệt được rõ thông tin nào thật, nào giả. Trước việc danh tiếng bị ảnh hưởng, nam nghệ sĩ Quyền Linh mới đây đã lên tiếng mạnh mẽ phủ nhận việc nhận quảng cáo cho những thương hiệu này và khẳng định sẽ để cơ quan chức năng vào cuộc. Nguyên văn bài đăng của nam diễn viên đồng tiền xương máu, cụ thể anh nói rằng Linh cũng không có bán hay ký hợp đồng quảng cáo cho bất cứ một loại thuốc xương khớp, hạ huyết áp, tiểu đường, yếu sinh lý, thuốc nhỏ mắt nào của bà Sáu, bà Bảy hay hợp tác xã Tây Bắc nào đó. Họ đã cắt ghép và lấy những video chương trình truyền hình của Linh để bán thuốc trên mạng. Thông tin quảng cáo được cắt ghép tinh vi để tên của nam nghệ sĩ có thể dễ dàng tìm thấy ở trên mạng. Hình ảnh quảng cáo được cắt ghép tinh vi có mặt của nam nghệ sĩ. Nhìn khung hình phía sau có thể thấy, hình ảnh được cắt ghép khi anh là MC chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Anh đã từng lên tiếng nhiều lần trên trang cá nhân, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Có thể thấy, nam nghệ sĩ hiện đang vô cùng bức xúc trước việc danh tiếng và hình ảnh của mình gây dựng suốt nhiều năm qua bị ảnh hưởng bởi những quảng cáo này. Anh cũng đồng thời cho biết đã mời các cơ quan chức năng vào cuộc. Với những sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng, nam MC vẫn sẵn sàng giới thiệu tới người hâm mộ. Hình ảnh được anh chia sẻ cùng bài viết là khoảnh khắc rất đời thường, giản dị. Đó cũng là phong cách đời thường của Quyền Linh khi anh thường xuất hiện trong các trang phục đơn giản, gần gũi với khán giả. Dù là nghệ sĩ hàng đầu nhưng Quyền Linh không phô trương mà vẫn anh diện đơn giản như ngày mới vào nghề, còn khốn khổ. Bức ảnh hiếm hoi được nam diễn viên chia sẻ trong trang phục bảnh bao, đắt tiền. Thậm chí nếu không phải người hay xem truyền hình thì chắc có lẽ sẽ không nhận ra Quyền Linh bởi phong cách bình dị như bao ông bố tuổi trung niên khác. Là một nghệ sĩ gạo cội có tấm lòng nhân ái, quan tâm, yêu thương, giúp đỡ người nghèo và thường đi từ thiện thì hành vi lừa gạt này của các đơn vị buôn bán không có tâm đã khiến Quyền Linh vô cùng bức xúc. Hành động này của anh đã trực tiếp thể hiện thái độ kiên quyết, không tiếp tay cho những hành vi trái pháp luật này. Anh thường được nhớ đến với sự giản dị, chân chất dù là khi đi quay. Được biết trước đó Quyền Linh đã có lần phải lên tiếng xin lỗi bởi đã quảng cáo nhầm sản phẩm. Nam nghệ sĩ sau đó rất thận trọng trong các vấn đề tương tự. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.